Hello, rất vui khi được gặp lại các bạn nha. Wow, rất tuyệt vời. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau tại vòng xoay khủng long rồi các bạn ơi. Đây đây đây, hôm nay mình lại có những cái ô rất là đẹp này các bạn. Đấy. Và đặc biệt là có ô bí mật nha các bạn nè. Đó, ok, và bắt đầu quay thôi nha. Nào, còn chần chờ gì nữa các bạn ơi. Và chuẩn bị thôi nào. Đây đây đây, vòng xoay bắt đầu. Wow. Ok, và nó chính là một cái ô đỏ này các bạn. Đấy, ngọn lửa phép thuật cháy lên đây rồi. Wow. Và rồi đây, và rồi đây các bạn ơi. Chúng ta mở ô màu đỏ này nha. Wow, đây. Ta-da. Và rồi đây các bạn, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Ok, và các bạn ơi, sẽ xuất hiện ngay đây mà thôi. Đó chính là con khủng long Triceratops đây nè. Con Triceratops có hai cái sừng phía trên rất là dài luôn kìa, ha ha. Wow, cái lưng của nó có cái màu đỏ đỏ luôn kìa, ha ha. Quá là đẹp luôn kìa các bạn ơi. Đây, 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 đây. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng nhau lấy ra xem tiếp nha. Trong đây còn cái con gì nữa ta? À, cha cha cha, trong ô đỏ lại có một con khủng long đỏ. Và nó chính là con khủng long Triceratops màu đỏ này. Đây nè các bạn, wow. Rất đẹp luôn. Hai cái sừng dài và dài thì là dài kìa các bạn. Màu xám luôn nha. Ồ, cái đầu nó cúi cúi chỉ cái sừng phía trước trông rất là ghê. Wow. Có cái đôi bàn chân, bốn cái chân to, có những cái móng chân luôn các bạn. Đấy, cái sừng của nó nè, mình đang đụng một cái sừng rất cứng nha các bạn. Quá là hay luôn, chú khủng long Triceratops của chúng ta đây. Wow, con này còn có cái miệng, có nhìn như là một cái mỏ khá là cứng ấy nhỉ. Rất là đẹp luôn kìa các bạn ơi. Wow. Rồi, coi coi hình như là trong đây vẫn còn khủng long thì các bạn này coi thử nha. À, kìa, lấp ló cái đuôi rồi, lấp ló cái đuôi rồi đây. Thôi, và cùng xem thử nào. Wow, thì ra đó là một chú khủng long Sinoceratops màu xanh lá cây. Đấy, một con Sinoceratops con rất là đáng yêu các bạn, rất đẹp nha. Ok, có những cái gai gai xung quanh đầu quá trời luôn rồi các bạn kìa. Đó, con khủng long Sinoceratops của chúng ta hôm nay nó đã bị lạc mất khủng long mẹ mất tiêu rồi thì phải. Rồi một lát mình sẽ đi tìm khủng long mẹ cho nó đây. Quá đẹp luôn mà nó nhỏ xíu bằng bốn ngón tay của mình thôi. Ok, và đây nha, cánh cửa mở ra rồi. Một bầy khủng long Triceratops luôn kia kìa. Rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, còn thú lên luôn, quá hay. Rồi, bây giờ vòng quay slow nào đây.
Tê tê dừng lại thôi chưa. Ô là một cái ô màu hồng. Thì ra là cái ô hồng ở giữa này các bạn. Đấy, ngọn lửa phép thuật đã cháy sáng lên rồi đây. Và chúng ta cùng nhau xem thử nha. Đấy, chuẩn bị nè, 1, 2, 3, đây, 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 ok, và mình sẽ mở ra. Rồi, và coi thử nha các bạn, con gì sẽ xuất hiện đây. Ồ, nó này các bạn ơi, con khủng long Velociraptor. Ồ, đây là một con Velociraptor màu xám, rất là đẹp nha. Wow, wow, wow. Đấy, nó có... Ôi chà chà, sorry, sorry, bị rớt đây. Nó có hai cái đường màu xanh, hai bên mắt rất là đẹp luôn kìa các bạn. Wow, wow, wow. Và hai cái tay đường trước rất là dài luôn nha. Đấy, cái đôi mắt của nó là đôi mắt màu vàng kìa. Ôi chà, đẹp quá các bạn ơi, con khủng long này rất thông minh. Và nó hay đi săn mồi theo bầy đàn lắm đó. Wow, wow, wow. Đấy. Và đây, cái miệng của nó quá trời răng sắc nhọn luôn. Mấy con này nó hung dữ lắm mà. Bọn nó rất là thông minh nha. Săn mồi thì thông minh, nhưng mà bản tính thì lại rất hung hăng, hung dữ. Ghê lắm các bạn ơi. Wow, wow, wow. Đấy, coi gần, ui nó bị mất nét rồi. À rồi đây, khủng long Velociraptor của chúng ta tên là Blue nha các bạn. Nãy mình chưa giới thiệu tên với các bạn đúng không? Nó tên là Blue, là một con khủng long được nhân bản vô tính, rất là đẹp đấy. Ở cái miệng của nó liên tục cử động rất hay luôn các bạn. Ok, ok. Và khủng long Velociraptor bây giờ nó sẽ chuẩn bị chạy lon ton vô trong. Để rồi cho các bạn xem nha. Và chính là đây các bạn ơi, những con khủng long Velociraptor sẽ chạy nè. Tuyệt vời mà. Ok, và bây giờ tiếp tục nào. Chúng mình đang có tại đây. Wow, những vòng xoay khủng long rất tuyệt vời. Rồi, 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 và xuất hiện đây là wow. Và đây rồi các bạn ơi, chính là cái ô này đây. Ta da, 2, 3 là ô này, chứ còn lúc nào nữa, ô màu cam đây nè. Wow, wow, wow. Coi coi bên trong đây sẽ có con khủng long gì đây nha các bạn. Wow, wow, và đây rồi, nó đây, con khủng long Gigantosaurus. Ha ha ha. Một con khủng long Gigantosaurus với cái bộ da nâu nâu đẹp thiệt là đẹp, và những cái mảng màu loang lổ trên lưng của nó kìa các bạn. Đấy. Wow, và cái đôi mắt trông rất là lạnh lùng của một con khủng long sát thủ đó các bạn ơi. Ok. Và cái miệng có cái răng rất là nhọn cái kìa. Đấy,
có cái bộ da sần sùi và những cái răng nhọn vô cùng luôn kìa các bạn ạ. Wow. Có bạn nào thích khủng long Gigantosaurus không ta? Cái tên nó khá là giống cái con Gigantosaurus nha. Nên một số bạn sẽ hay bị nhầm lẫn tên giữa hai con khủng long này. Rồi, và bây giờ, ok, và chúng ta sẽ cùng nhau xem thế nào. Xuất hiện đi, xuất hiện đi. Wow, và nó kìa các bạn ơi, những con Gigantosaurus kìa. Wow, rất là tuyệt vời. Ok, nhà tiếp theo nào chúng ta cùng coi. Và bây giờ là Oh my god, dừng lại ngay trước cái ôm bí mật của chúng ta. Xem nữa là mình được coi ôm bí mật rồi, trời ơi. Thôi thì chúng ta coi đỡ cái ôm màu đỏ này nha các bạn. Coi coi là trong đây sẽ có con khủng long gì đây. Ok. Và đây rồi, mình sẽ rạch rạch ba đường và mở ra cho các bạn coi nha. Wow. Và đây có con khủng long Canotaurus nha. Đấy, một cái con Canotaurus thật là đẹp với cái bộ sừng trên đầu đó. Wow, có cái một cái bộ da kiểu màu nâu tím ha, nhìn rất là hay. Quá là đẹp luôn các bạn ạ. Có cái miệng kìa, cái lưỡi của nó màu xanh xanh sao hay vậy ta. Wow, có cái gai gai quá trời trên lưng luôn kìa. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Chú khủng long này của chúng ta còn có cả đôi mắt màu vàng nữa kìa các bạn ơi. Wow, cứu khủng long Canotaurus này có hai cái sừng màu đen trên đầu bè ngang qua hai bên luôn, nhìn rất là mắc cười các bạn. Ha 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 ha. Ôi, và đây là cái miệng của nó kìa. Ôi, wow, quá là đẹp luôn, quá là đẹp luôn các bạn ạ. À. Đấy, 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 đấy. Nó hay, con này là nó hay đi săn mồi phối hợp cùng với hai ba con nữa để mà nó tạo thành một cái tổ đội săn mồi rất nguy hiểm đó các bạn. Đó người ta gọi là bộ ba Canotaurus. Rất là ghê à. Thường thường con này kích thước thì lại to hơn mấy cái con Velociraptor mà nó lại nhỏ hơn cái con T-Rex. Đấy, nó kiểu dạng khủng long mà kiểu kích thước tầm trung đó các bạn. Kiểu nửa to nửa nhỏ, to không ra to mà nhỏ không ra nhỏ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cho con khủng long Canotaurus này chạy đi đây. Và đây, nó sẽ gọi bầy đàn của nó ra đi các bạn ơi. Wow, quá trời Canotaurus luôn. Rồi ok nha, bây giờ chúng ta còn lại hai màu này, hai cái màu rất đẹp và ô bí mật ư. No, nó lại ra cái ô màu xanh dương. Rồi ok, ra xanh dương thì mình mở xanh dương nè các bạn. Rồi, và mở xanh dương trước nha. Đâu rồi ta đây. Rồi mở cái ô này ra xem thôi nào. Đó, rạch rạch hai đường và cùng mở ra coi là bên trong đây sẽ có cái con gì đang chờ đón chúng ta đây. Ok. Và đây rồi các bạn ơi, đang xuất hiện ra đây rồi, đó chính là một cái vây lưng to như thế này thì chúng ta đi nào, trời ơi, nó to quá nên nó bị mắc kẹt nè các bạn. Rồi, và đây ra rồi nha. Nó là một con khủng long Spinosaurus
màu nâu với cái vây lưng màu đen, rất đẹp với cái miệng rất dài. Đấy, có những cái răng nhọn sắc màu trắng rất đẹp luôn nha các bạn. Cái đầu là đen đen, cứ kiểu nửa đen nửa nâu, rất là tuyệt vời đúng không nào các bạn ơi. Ồ, có cái lực cái vây lưng còn có những cái màu nâu ở trong cái phần đen nữa, nhìn nó như sáng sáng đẹp đẹp ha. Wow. Có hai cái tay rất là dài luôn, và cái tay để săn mồi đó các bạn. Con này cũng biết bơi ở dưới nước nữa, rất là ghê luôn. Wow. Ok, và chúng ta cùng nhau xem nha. Và mở cánh cửa ra đây, nó uống kia. Đó chính là một cái con Spinosaurus màu xanh lá cây. Rồi ok, mà ô cuối cùng của chúng ta, ô bí mật đây rồi các bạn ơi, cùng nhau xem thế nào. Đấy, đấy, đây, 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 đây. Rạch, rạch, hai bên. Ok. Rồi, và xuất hiện đây nha các bạn ơi. Chà, và cùng nhau xem thôi nào. Và đang chui ra đây các bạn. Đó, nó là cái con khủng long này, một con khủng long Indominus Rex nè. Wow, rất là tuyệt vời luôn á. Đấy, con Indominus Rex con với cái đầu to thì là to luôn nha. Đấy, trông rất là hung dữ luôn, cái đầu to ha, nhìn rất là mắc cười, kiểu rất là đáng yêu luôn đó các bạn ơi. Wow. Đấy, cái miệng của nó to chưa, và những cái răng rất là sắc bén luôn ha các bạn. Wow, rồi và bây giờ đây các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị lấy ra thêm một con khủng long nữa trong cái ô trong đây nha. Wow, cái kia cano toilet kia. Wow. Đấy, con này có hai cái sừng dài chưa kìa các bạn ơi. Đấy, cano toilet của chúng ta mà có cái lưng màu nâu nè. Wow, đôi mắt màu đen ư. Ok. Đây nào, ui, các bạn ơi, mình đang ở ngoài bộ không gian đây, ở ngoài không gian vũ trụ. Nơi đây đang có một con khủng long T-Rex màu nâu rất to. Wow. Best bắt đầu buổi vui chơi của chúng ta ngày hôm nay. Quá tuyệt vời, hôm nay chúng ta được ra ngoài vũ trụ chơi nè các bạn. Đấy, khủng long T-Rex bay lơ lửng trong không gian này. Đây là một con T-Rex màu nâu. Wow. Và con T-Rex màu nâu này có cái phần da sần sùi ư, ha. Người ta là gai mà thôi. Đấy, rất là đẹp luôn, bay lơ lửng nè. Ok, thật là tuyệt vời quá các bạn ạ. Khủng long tìm đến của chúng ta đây rồi.
hãy tạm thời đáp tại hành tinh này một xíu nha. Vẫn chưa chịu đáp luôn các bạn. Rồi hãy đáp lại đây chơi một xíu nha. Ok, nằm chơi đi. Rồi đây, khi cánh cửa mở ra rồi các bạn, chúng ta sẽ được thấy đó chính là một đôi bàn chân to khổng lồ này, chính là của hai con T-Rex kia. Wow, rất là tuyệt vời. Ok, còn bây giờ đây thì chúng mình sẽ gặp đó là cái con khủng long Deinonychus với cái màu đỏ, cái người chỉ màu xanh đậm nha. Wow, wow, wow. Đấy, con khủng long này nó lắc người. Ui, cái đôi mắt màu vàng kìa. Ô, đẹp quá, có cái màu đỏ. Con khủng long Deinonychus này cũng là một loài khủng long xanh mồi bí đen rất nguy hiểm. Đấy các bạn à, người nó có gai gai rồi, ghê quá. Wow, wow, wow. Ôi trời ơi, con loài chui vô cái đầu con T-Rex luôn kìa các bạn. Trời ơi, cái con này thiệt tình luôn. Rồi, được chưa? Đấy, nằm yên vị đó này. Trời ơi, thích chui cầu quá ha. Ok. Và đây. Nó đang chờ thấy đây các bạn ơi. Chúng ta đã thấy quá trời là những con khủng long để nó đi chết này. Bọn chúng chạy ra quá trời luôn. Wow, wow, wow. Và bây giờ tiếp tục nào, chúng ta sẽ có con khủng long nào bay ra vũ trụ đây. À thì ra là nó, ui cha, một cái con khủng long Triceratops. Triceratops của chúng ta đây có hai cái sừng rất dài. Wow. Con Triceratops này thì màu kiểu đỏ đỏ trông rất là nổi bật luôn nha các bạn. Đấy, nhưng mà quá đẹp đi, trời ơi, khủng long đẹp quá. Cái màu da siêu đẹp luôn, hai cái sừng thì siêu dài. Wow. Đó, đôi mắt màu đỏ. Bay lơ lửng trong không gian rất tuyệt vời đúng không các bạn ơi. Ok, rồi và bây giờ chúng ta tiếp tục nào. Chấn động, và nó là một con T-Rex khổng lồ. Cha. Nó là một con khủng long T-Rex màu xanh lá cây rất đẹp các bạn. Wow. Ai khủng long T-Rex này có cái bộ da sần sùi trông rất thật luôn các bạn. Bộ da gì đâu mà xanh lá cây nè, có những cái điểm vàng vàng trên da. Ui, và cái đầu của nó quá là đẹp luôn. Đấy, mà nó thích lắc người ở đây. Ok rồi, khủng long T-Rex ơi, hãy chọn cho mình một vị trí đi nào. Sao mà cứ bay lơ lửng nãy giờ vậy? Wow, đấy, nó vẫn chưa chịu dừng lại đứng yên các bạn.
vì nó đang bay lơ lửng rất là vui trong không gian này, một môi trường không trọng lực. Ok, rồi, tàu xuống đây chơi một xíu nha. Wow, con khủng long T-Rex đang đánh nhau với một con Triceratops. Wow, con Triceratops có vẻ đang bị rất nhiều vết thương các bạn. Thôi, ok, chúng ta quay lại nơi không gian này và rồi sẽ có... Sẽ có đây, khủng long Kano khủng đến. Con Kano đâu rớt. Rất đẹp, có bị cái đôi mắt xanh lá cây các bạn. Rất đẹp luôn, nha. Wow. Con khủng long Kano Taurus này có hai cái sừng dài thịt các bạn, và con đôi mắt của nó màu xanh lá cây trông như đang phát sáng các bạn ơi. Rất là đẹp luôn đó. Đây là một cái loại khủng long ăn thịt rất là nguy hiểm. Ok, rồi, đứng đây chơi nha. Rồi đây, các bạn ơi. Ui, cái đuôi của con nào thò đó mày. Nè, các bạn ơi. Đó này các bạn, con khủng long Gigantosaurus nè. Con Gigantosaurus này thật là đẹp quá các bạn ạ. Con này thì cái tướng của nó rất mạnh khảnh, có vẻ như là nó đã ăn kiêng các bạn ơi. Những con khủng long ăn kiêng. Quá là tuyệt vời ha các bạn. Thấy con khủng long Gigantosaurus này, nó có những cái gai rất là ghê ở trên người luôn thì các bạn kia. Wow. Rồi hãy đậu ở đây chơi một chút nha. Để rồi đây. Ôi, và xuất hiện đi nào. Đó là một chú khủng long Indominus Rex các bạn ạ. Wow, sao lại có một con Indominus Rex cái đầu to thế này. Nó xuất hiện đây các bạn ơi. Quá là hay luôn các bạn. No, nó cắn tay mình nè. Ghê quá. Cái con khủng long Indominus Rex này thiệt là hùng dữ quá đi ạ. Mình đang chọc ghẹo đó các bạn. Cái tay của mình may quá vẫn còn nguyên si. Vì đây là đồ chơi thôi các bạn. Đấy, còn khủng long Indominus Rex này thật là quá nóng tính đi. Trời ơi, mới tụt một xíu mà nó hung hăng như vậy rồi. Ghê chưa các bạn, nó nhìn chúng ta này. Nhìn gần đẹp quá. Đôi mắt thì quá đẹp luôn, này nó còn phát sáng rồi đó, các bạn có thấy không? Đấy, khủng long Indominus Rex đây nha. Có những cái gai ở ngay cổ luôn kìa. Indominus Rex này đang đi tìm mẹ đúng không? Trời ơi, tội nghiệp bay ra tít ngoài vũ trụ đây rồi.
Rồi để mình sẽ tìm mẹ cho chúng cùng lòng Indomie nước mát này nha. Rồi ok không nào? Wow quá wow, wow. Đấy, rất là đẹp luôn thì các bạn. Ồ, cái mắt nó lại sáng nữa rồi. Và video của chúng ta hôm nay cũng hết rồi các bạn ơi. Ôi, thật là buồn nói lời chào tạm biệt các bạn tại đây rồi. Thôi thì hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sau của video vòng xoay khủng long nha. Bye bye.